Trước khi vào video, mọi người cho em xin một like và một subscribe để giúp cho kênh được phát triển hơn nha. Em cảm ơn mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online. Như thường lệ, em luôn để số điện thoại chủ nhà ở trong video cho mọi người liên hệ trực tiếp, không cần phải qua môi giới. Căn nhà ngày hôm nay nằm ở hẻm 184 Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh. Xung quanh nhà cực kỳ nhiều tiện ích như là trường trung học Thanh Đa, trung tâm thương mại Vincom Plaza, ngân hàng Techcom, ngân hàng BIDV, bệnh viện đa khoa Gia Định, cửa hàng tiện lợi Family Mart, cửa hàng tiện lợi Cycle K, trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, phòng gym, nha khoa cộng đồng, nhà thuốc Long Châu, cửa hàng thực phẩm Bách Hóa Xanh, trung tâm ngoại ngữ Apollo, cây xăng Petro và còn rất nhiều tiện ích cao cấp khác đi kèm. Để tới được căn nhà, mọi người đi thẳng vào hẻm 184 Nguyễn Xí ở quận Bình Thạnh. Đi khoảng chừng 50m sẽ tới ngay số nhà 184/30 thì quẹo phải vào hẻm. Đi thêm tầm 50m tới cuối đường thì quẹo trái sẽ thấy được căn nhà. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 184/30B Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh. Nhà cách hẻm xe tải chỉ khoảng 50m và ở đây còn có một cái sân chung cũng khá là rộng. Diện tích nhà là ngang 3m2, trà là 5m5, kết cấu là một lầu, giá đang kêu là 880 triệu vẫn còn thương lượng. Nhà hiện tại đang trống, có thể bàn giao nhà bất kỳ lúc nào. Bây giờ thì em mời mọi người xem nhà